Trời ơi, sao mà cái phòng hôm nay nó nóng nực nực nổi quá vậy ta? Trời, hai người đang làm gì ở đây? Tại sao hai người lại đứng trước giường của em mà cười một cái giọng cười nghe biến thái vậy? Hai người đã làm gì em rồi? Trời ơi, đi xem coi quần áo còn mặc trong người không? Trời, hai người có lột đồ em làm gì không vậy? Ê, tao mùi lột đồ ra đi. Mất công bị người ta đổ ăn rồi lột luôn. Đi ra. Ủa mà hai người đi qua nhà em làm gì? Trong lúc em đang ngủ, hai người đứng ngắm em lúc em ngủ. Hai người biến thái quá vậy hả? Biến thái. Cười người ta đứng ngoài cửa người ta gọi nhấn chuông mấy chục lần rồi. Gã không được vào trong nhà đứng trước phòng cách gọi 69 lần không được. Người ta mới phải cậy cửa người ta chui vô chứ bộ. Ủa, vậy hả? Em xin lỗi. Ủa mà hôm nay mọi người qua nhà em có chuyện gì không dạ? Hôm nay nè, là biết không, hôm nay là một ngày đẹp trời. Mà một ngày đẹp trời này đi mà không đi chơi thì người ta gọi là có lỗi với thời tiết lắm. À, đi chơi hả? Ủa mà hôm nay chúng ta hẹn đi chơi vậy ta? Em có không nhớ đó ta, sao dạo này thiệt. Dạo này không hiểu sao mà em đản trí quá. Trời ơi, không biết rồi mà em. Hôm nay hả? Hôm nay chúng ta sẽ đi gọi là picnic. Picnic? À, hiểu rồi. Rõ ràng bản thân hẹn mình hẹn người ta mà lại quên là cái kiểu gì đây? Ủa? Hôm qua chó nào nó bảo là mày mai làm cái gì chơi đi. Hồi hôm nay mình qua mình rủ đi picnic để nó còn nó. Ôi, à quên, trời ơi quên mất. Hôm nay là bọn mình có hẹn nhau đi picnic, đi cắm trại đúng không? Đúng rồi, đi cắm trại mà cắm trại bên trường kìa. Giờ anh với cả Cao Mu chuẩn bị đồ hết rồi, giờ dắt xe qua chạy qua đấy thôi. Em chưa chuẩn bị gì đúng không? Dạ đúng rồi, thôi mọi người cứ đi qua trước đi, em dọn đồ các em qua liền. Vô lại đi, qua kia người ta đang chuẩn bị sắp. Dạ dạ, ok, dạ bye bye. Dạ dạ, ok, mọi người cứ đi trước đi, bye bye. Ok mọi người ơi, thì mình quên mất là hôm nay mình có hẹn với anh Dịch với lại chị Camui là cùng nhau đi picnic, đi cắm trại ở bên trường, nhưng mà mình quên. Thôi bây giờ mình phải vô mình chuẩn bị đồ để bắt đầu đi cắm trại cùng với mọi người thôi. Đúng rồi, đi thôi nào. Hơi trời ơi, bây giờ đi picnic thì phải là mang theo gì ta? Chẳng lẽ giờ mang theo truyện tranh hay là tiểu thuyết? Kỳ lắm. Hay là bây giờ mình mang theo dàn máy tính đi chơi game ta? Ôi trời, đi picnic, đi cắm trại ở ngoài trời mà nghĩ sao mang theo máy tính chơi game. Ồ, mà cần gì ta? À đúng rồi, không biết là mọi người có thích ăn chứ ta? Đúng rồi, mình mang thức ăn qua cho mọi người là được chứ gì? Trời ơi, trời. Đúng rồi, quên, để xuống bếp để coi không biết dưới bếp có thức ăn không ta. Ở đây có dưa hấu bí ngô nè, mang dưa hấu bí ngô qua được không ta? Để mình lấy một ít dưa hấu bí ngô đi, chắc là được đó. Ôi không được, trời ơi quên, dưa hấu bí ngô là cái chỗ để mình lắp cái căn hầm bí mật lại mà mình đập ra bây giờ nó lộ căn hầm ra sao? Không được, cần cái gì ta? Ôi có thịt gà nè, để thịt gà có được không? Có miếng là sao đủ? Trong tủ lạnh còn gì không ta? Có giấy không vậy? Không có gì khác không? Hết luôn hả? Không còn gì à? Chết rồi, trời ơi có gì cho mọi người ăn không ta? Hay mang slam vàng? Tào lao quá. Cũng biết có gì cho mọi người ăn không? Trời ơi, chết rồi, mình quên mất ngày hôm qua mình quên đi chợ rồi. Thôi là trời, làm miếng thịt coi. Em trời ơi bây giờ làm cách nào đây? Trời ơi, không có gì cho mọi người ăn hết, mọi người sẽ kiểu nói mình là không chuẩn bị đồ cho mà coi. Mình quên mất nhà mình có một cây khế mà. Trời, sao mình lại không hái khế mang qua cho mọi người ta? Ok, hợp lý. Ok, hái khế đem qua cho mọi người ăn là được cái gì? Trời ơi, nè trái khế này chín đây nè. Trời ơi, khế này mà đem đi ha. Gọt ra, sau đó là chấm với gì ta? Muối ớt, cái trời ngon lắm luôn á trời. Còn không á thì mang cái khế này nè đi nấu canh. Trời ơi, cũng được mà, có sao đâu. Đó, lụm nè. Ok, trái khế này màu vàng nè, chín đây nè. Đó, trái này cũng chín đây nè. Ok. Ở bên dưới đây giờ còn có mấy trái màu xanh không à? Ở trên bên đây có trái màu vàng nè. Rồi lụm luôn. Nhưng mà bây giờ là mấy trái màu vàng nằm trên cao hết rồi. Mà ở dưới đây thì mình leo không tới. Có cái móc leo nè, quên, lấy móc leo lên. Yes, ok, rồi, đây, lấy khế tiếp. Khế vàng nè, ok. Khế vàng nè, đó, nhảy qua đây. Hey. Ôi. Khế vàng nè. Ủa, có cái gì trên cây nhà mình vậy? Cái gì đây? Cái gì nằm trên cây nhà mình vậy? Ôi, nó rơi xuống dưới rồi. Ây da. Cái gì đây? Cái gì đây? Nhìn nó lão vậy. Ôi, sao nó... Ôi, nó bay qua bên trường luôn rồi. Chạy, chạy qua. Chết rồi, nó bay qua trường rồi. Ôi, mọi người chuẩn bị đồ ăn quá trời luôn vậy.
Ủa mà mọi người đi đâu hết rồi? Hay là mình phải đem cái bình này về mới được. Trời ơi, ủa mà anh Dịch với chị Ca Mui rồi. Ôi, bên đây mọi người chuẩn bị nhiều đồ ăn thế. Ok ok ok, trước tiên mình phải đem cái bình này về cái đã. Cái này giống cái bình nè. Ủa nhưng mà à, chắc là ông hàng xóm hay là ai đó trội bình rác của bên nhà mình rồi. Trời ơi là trời. Nó cái này là mấy cái rác chắc luôn nè. Không hiểu sao mà đem rác bỏ qua nhà mình được luôn trời. Cái bình này chắc cái bình cũ ấy nè. Không xài nữa đem mà bãi rác dục đi, nghĩ sao mà quăng qua cái cây nhà tôi vậy trời. Móc lên cây luôn. Nhưng mà cái bình này nhìn nó khá là lạ ta. Không biết có phải là bình cổ không ta. Anh em ơi, biết đâu cái này là bình cổ sao anh em. Mình đem cái bình này đi mình bán biết đâu có tiền sao nhờ. Ờ đúng rồi, đâu để mình lên mạng mình coi thử coi cái bình này là cái bình gì nha. Ok để mình lên mạng mình coi thử coi cái bình này biết đâu lại là bình cổ sao. Ok để xem coi. À, bình cổ trên mạng để coi coi. 1 hour later. Anh Dịch ơi, chị Ca Mui ơi. Ôi em mới kiếm được có cái này hay lắm nè. Hay lắm nè, giờ đây đây coi nè. Cái gì? Ủa cái gì mà to này? Cái con khỉ gì quá vậy? À, cái đây chính là một cái bình. Anh em thấy là trên tay em đang cầm một cái bình rất là to luôn đúng không? Cái bình này á là một cái bình không đáy. Bình không đáy. Đúng rồi. Ê Ca Mui, tự nhiên hôm bữa nghe tin có tin bảo thằng Phong bị bóng xà bang, hôm nay mang cái bình bông qua làm gì vậy? Tào lao. Cái bình này nè là một cái bình không đáy, có nghĩa là cái bình này nó có thể đổ ra rất là nhiều nước luôn. Anh đừng có nhìn thấy cái bình nó có chút xíu vậy nè. Ờ không, nó bự chầm dạm chứ chút xíu gì. Anh đừng có nghĩ là cái bình nó sao anh. Ở rốt cục em rủ anh đi cắm trại rồi em mang cái bình không đáy ra đổ nhiều nước đâu có liên quan gì không nhỉ? Ừ, thì có nghĩa không. Tại vì là sáng nay á, lúc mà em leo cái cây khới thì em mới phát hiện cái bình này nó bị treo trên cây á. Không biết là ai quăng ở trên đó nữa. Cái bình này nè là nó có thể đổ ra nước mãi mãi luôn, không bao giờ hết nước luôn á, tin không? Sao tin. Thiệt mà. Cái này làm sao mà được? Thôi thiệt, em nói thiệt á, tin em đi. Rồi đây. Nè. Bây giờ mà Ca Mui, tự nhiên nó rủ mình đi picnic rồi nó cái bình đổ ăn nước thì nó em gì? Giờ cái bình này nè, em ra em khoe ăn nó đổ ở kim cương này, thay đổi ở vàng này. Thế nó mới ót thật lắc chứ đổ ăn nước ai quan tâm vậy? Đổ ở đây mất công đi đâu à? Cũng đúng ha. Nếu như cái bình này nó mà đổ ra được kim cương hay là đổ ra được vàng bạc châu báu thì còn nói, còn này đổ ra nước thôi có gì đâu phải khoe. Ồ cũng đúng nha. Vậy thôi. Mình vô mình cắm trại tiếp đi. Ui hôm nay mọi người chuẩn bị nhiều đồ ăn thế. Có KFC nữa nè. Ủa có thịt gà, có trái cây kiểu luôn. Ở này là gì đây? À hột quẹt. Ok rồi để em đốt lửa con heo quay lên nướng anh nha. Ôi. Nướng heo coi. Ngậm trộn con heo quay nhìn ngon quá. Đốt rồi nè. À ôi. Cháy lên nào. Trời ơi. Nhưng mà Phong ơi, này còn nóng quá không trời? Nóng quá à? Nóng gì trời? Làm cho mát. Hồ bơi trong trường có hồ bơi đúng không? Đúng rồi, trong trường có hồ bơi. Đi cho mát đi, này nóng lắm à. Cái gì trời, đứng đây canh lửa đi chứ đi lỡ bị cháy trường sao chị? Bây giờ dập tạm để đi qua cái tắm một tí nữa để thôi. Để đây nấu đi. Ủa thôi cũng được. Nấu cháy bây giờ. Vậy thôi mình tranh thủ mình để đây mình nấu rồi mình qua đó mình bơi xíu tí nữa mình quay lại mình ăn ha. Ok đi. Thôi nhưng mà mình phải bật lửa cho nó nấu chứ. Ok rồi đi. Xong trời nó cháy đáng chịu nha. Không có cháy được đâu mà chị yên tâm đi. Trời ơi trời sao cháy được. Rồi nè đi qua đây, bên đây có hồ bơi của nhà trường mình nè. Hồ bơi trong trường mình là lâu lắm luôn á, hình như nó mọc riêu sao nó mọc luôn cả nồng nập ở bên dưới luôn á, nhiều thứ lắm. Trời. Trời sao hồ bơi hút hết nước hồ bơi rồi. Ủa sao hồ bơi hết sạch nước rồi? Anh Dịch bữa đó anh qua đây anh bơi anh uống hết nước với hồ đúng không? Ấy da, tào lao. Đâu cái bình đâu, cái bình không đáy đâu. Cái bình mà một cái bình đấy thì đổ được nhiêu nước đâu. Đổ ra. À đúng rồi. Trời anh Dịch ha, anh Dịch xem thường cái bình đúng không? Coi nè, đổ đầy nước luôn á. Ôi trời ơi. Ôi trời nè, coi nè. Không phải là không đổ đâu nha, đổ đầy luôn cái hồ bơi này được luôn á, đùa hả? Coi nè, đổ nè. Rồi, từ từ coi. Ê thằng này nó chơi ảo thuật hay gì vậy? Không biết luôn. Sao cái bình mày xíu mà sao đổ nhiêu nước đi? Ghê không? Ghê không? Ta mới nghe cái bình ấy. Từ từ bình tĩnh, cái hồ cái này nè là nó sao ta, nó đổ nước ra. Ê à, trời nước này nó cuốn em đi xa quá. Ơi đây nè, đây đổ nè đi xa quá. Wow. Xuống bay mọi người ơi, trời ơi sướng quá. Xuống bay đi nào. Trời ơi kiểu là chập trùng nó chạy quá à. nó chạy quá bơi sướng quá đi. La là ê vậy đây, sao bên kia nó có gì kìa anh ơi. Dạ chị Ca Mui lên đây, nhanh lên, cháy trường nãy nước có theo quên không dập, giờ nó lan ra cháy luôn
hơn bình thường mà. Bình thường vậy. Chảy trường là ở tù đó, anh với em là đền tiền chết cho nó. Trời ơi, chảy trường đó. Ôi, chảy trường kìa trời. Ôi, sao mà nó len nhiều vậy? Hồi nãy nó có chút xíu mà giờ nó len đâu quá trời luôn. Thôi dịch đi. Dập lửa đi, dập lửa. Chạy. Dập lửa bằng tay sao kịp nữa, tí nó thui cả bình sao lại bình mát. À, cái bình, quên. Cái bình nước nè. Ôi trời. Trời ơi, đây tính là em đổ cái nhẹ hết mà sao gì nó ngập luôn. Ủa, chị cá mui đâu? Chị cá mui đâu? Chị cá mui đâu rồi? Ủa, sao chị cá mui bị bơi cho mấy luôn? Để em dập lửa ra, đem dập lửa cả. Dập lửa nè. Dập lửa. Con sushi ơi. Ok, đang dập trời. Chắc em biến cái chỗ này thành một bãi lửa luôn á. Dập lửa nè. Dập lửa ơi lửa kìa. Dập lửa nè. Hết cháy đi sao cháy hoài vậy? Dập lửa. Tại sao mini vua nó hư cấu hay lửa cháy trong nước? Ha kỳ ha. Ôi trời ơi, không sao sao. Dù gì cũng đã dập được rồi. Dập lửa nè, để em bơi lên phía trên coi. Ok anh em ơi, trời là trời. Bây giờ ngôi trường của mình á đã ngập nước luôn rồi anh em ơi, thiệt chứ. Trời ơi, mình lỡ quá tay, mình đổ ngập hết cái trường rồi. Có lẽ là bây giờ là mình phải tìm cách để mình lắp lại hết cái đống nước này thôi. Trời là trời, khổ quá mà. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của thành viên trong team Hero, chính là anh Mr. Vịt, Timmy TV, Camui TV, Kairon TV, Mèo Sammy, Sammy Đào, Khang Dừa, để subscribe ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nha. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye. Còn bây giờ mình phải dập hết đống nước rồi đây. Trời là trời, khổ quá. Trời là trời.